Vườn quốc gia Cúc Phương, một điểm đến lý tưởng cho các chuyến du lịch sinh thái tìm về thiên nhiên. Rừng Cúc Phương sở hữu hệ sinh thái đa dạng, mang đặc thù của một khu rừng mưa nhiệt đới. Du khách đến đây có dịp chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, tham gia các hoạt động du lịch trải nghiệm, đặc biệt là tìm hiểu về các trung tâm bảo tồn động vật tại đây. Trung tâm cứu hộ các loài linh trưởng quý hiếm đang cứu hộ và nuôi dưỡng trên 150 cá thể của 15 loài và phân loài sinh trưởng và phát triển tốt. Trong đó, có những loài linh trưởng chỉ được chăm sóc tại đây như vọc Hà Tĩnh, vọc Đen Tuyền, vọc Lào, vọc Cát Bà và vọc Già Vá Chân Xám. Đặc biệt là vọc Mông Trắng được chọn là biểu tượng của vườn quốc gia Cúc Phương. Gần sau vườn Cúc Phương nhất thì mọi người có thể nhìn thấy loài này ngoài tự nhiên ở cái khu đầm ấm nước Vân Long ấy. Thì cái số lượng của loài này đang được ước tính còn lại ngoài tự nhiên là khoảng tầm trên dưới 300 cá thể thôi. Và nó là loài đặc hữu mà chỉ có tìm thấy ở Việt Nam mình. Cũng chính vì thế nên là khi mà vườn Cúc Phương thành lập thì đã chọn cái loài này là cái biểu tượng của vườn quốc gia Cúc Phương. Vườn quốc gia Cúc Phương đang triển khai 3 chương trình bảo tồn, gồm bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp quý hiếm của Việt Nam, bảo tồn thú ăn thịt nhỏ và tê tê, bảo tồn các loài rùa nước ngọt và bảo tồn một số loài động vật hoang dã khác như hươu, nai, các loài trong họ trĩ, các loài khỉ. Hiện nơi đây đang cứu hộ, bảo tồn 64 loài với 2.700 cá thể động vật hoang dã. Mình chú con này là nó khoảng 3 tháng tuổi thôi. Anh chị em con gái phải cho nó uống sữa cả ngày cả đêm. Cách 2 tiếng, 3 tiếng mình phải cho nó ăn. Bây giờ nó lớn rồi. Cá thể mà đang chăm sóc tại các cái trung tâm, các cái chương trình cứu hộ bảo tồn thì phải đưa nó vào cái khu kiểm dịch. Tất cả các cái chương trình cứu hộ bảo tồn tại Cúc Phương đều có các cái khu kiểm dịch như vậy. Để đưa vào đó để kiểm dịch, sau đó là chăm sóc sức khỏe, phục hồi sức khỏe các bạn ấy. Có những trường hợp phải phẫu thuật gấp viên đạn ra, hoặc có những trường hợp các bạn bị cụt một chân một tay do con người đặt bẫy bị thương rất là nặng như thế, để về là phải chăm sóc và phẫu thuật để chăm sóc sức khỏe, phục hồi sức khỏe trước khi đưa vào cái chương trình cứu hộ bảo tồn. Trung tâm bảo tồn các loài rùa đang chăm sóc hơn 600 cá thể của 19 loài trên tổng số 25 loài rùa cạn và rùa nước ngọt của Việt Nam. Tại đây đã cho sinh sản thành công 15 loài trong điều kiện nuôi nhốt, tiến hành thả hàng trăm cá thể rùa sau khi được cứu hộ và chăm sóc sức khỏe trở lại vùng phân bố của chúng trong tự nhiên. Hàng năm, tại đây tiếp đón, hướng dẫn hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan tìm hiểu về các loài rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam. Những năm qua, vườn đã cứu hộ, hỗ trợ các loài động vật quý hiếm sinh sản thành công trong điều kiện nuôi nhốt, tái thả về tự nhiên hàng chục nghìn cá thể quý hiếm, góp phần tích cực vào công tác bảo tồn thiên nhiên, sự đa dạng sinh học của khu vực. Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, có tổng diện tích hơn 22.000 hectare, trong đó 1/2 diện tích là núi đá vôi, chủ yếu được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới, xanh quanh năm, là ngôi nhà của hơn 2.200 thực vật bậc cao và rêu, 122 loài bò sát, 66 loài cá, gần 2.000 loài côn trùng, 135 loài thú, cùng hơn 309 loài chim cư trú. Vườn quốc gia Cúc Phương là một trong những viên ngọc quý về sinh thái rừng trên thế giới. 3 năm liền, từ năm 2019 đến 2021, được tổ chức World Travel Award vinh danh là vườn quốc gia hàng đầu châu Á. Dựa trên tiềm năng về đa dạng sinh học, vườn quốc gia Cúc Phương đã hình thành điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trải nghiệm mỗi năm.